Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy gia cát. Thưa quý vị, xem tử vi năm 2023 cho những người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 sẽ giúp được quý vị biết rõ được vận hạn tổng quát của chính mình trong năm 2023 Quý Mão như thế nào. Việc xem tử vi cho tuổi Ất Mùi trong năm 2023 là việc làm rất cần thiết, giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt đối với những biến cố sắp xảy ra trong năm 2023. Nhờ đó bạn sẽ nắm bắt được tất cả những điều tốt xấu về vận mệnh cũng như về vận hạn tử vi trong năm 2023 Quý Mão này. Xem tử vi cho tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong năm 2023 Quý Mão cho thấy năm nay là một năm khá ổn định về tài chính của quý bạn. Tuy có những tháng cần phải suy nghĩ, lao tâm, khổ tứ, mệt mỏi một chút, nhưng về tổng quan, mọi việc có thể giải quyết một cách êm đềm. Sau đây là phần luận tử vi cho tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong năm 2023 Quý Mão. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao thường ngoài sân. Để cho vận trình, sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Ất Mùi sinh năm 1955 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 nữ mạng trong năm 2023. Đa số tuổi này bước vào tuổi nghỉ hưu, vì vậy mà ít phải chịu áp lực do công việc mang lại. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nhiều hung tinh, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề trong gia đình. Người tuổi này dễ xảy ra tranh cãi với nửa kia do bất đồng quan điểm, hoặc phải lo lắng nhiều cho con cháu trong nhà, khiến tinh thần trở nên mệt mỏi, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, trong năm nay, bản mệnh cần chú ý điều chỉnh tâm lý của mình, không nên suy nghĩ, lo lắng quá nhiều, không cần ép buộc người này, người khác phải làm theo ý mình. Với nửa kia, đôi bên cần chú ý, lắng nghe và bao dung nhiều hơn, tránh giận dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Ất Mùi sinh năm 1955 nữ mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao La Hầu, vận hạn địa võng, hạn tam tai, gia chủ không phạm tam tai, hạn hoang ốc, phạm hoang ốc, kim lâu rơi vào hạn kim lâu tử. Về địa chi, Mùi gặp Mão tạo cục diện tam hợp, rất là tốt, ví như gặp được quý nhân giúp sức, công việc làm ăn suôn sẻ, có nhiều khởi sắc cả về tiền bạc và tình cảm. Xét về mối quan hệ thiên can, thiên can Ất âm mộc gặp quý âm thủy là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong năm nay, các gia chủ Ất Mùi, nữ mạng cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Ất Mùi sinh năm 1955. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Ất Mùi sinh năm 1955 cần chú ý tháng Ất Sửu, tháng 12 âm lịch, từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Ất Mùi. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Ất Mùi sinh năm 1955 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Ất Mùi gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Đây là một hung tinh thuộc vào hành kim. Đây chính là sao hạn, mang đến những điều không may. Bất kể đó là nam hay nữ thì cũng đều phải cẩn thận. Người bị sao La Hầu chiếu mạng rất dễ bị tao tán về tiền bạc, đa sầu, đa cảm hay bệnh tật, khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này rất chủ mồm miệng, dễ gặp phải các chuyện thị phi liên quan đến công quyền và tranh chấp, hoặc sẽ có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra, thì những người gặp sao này cũng cần phải chú ý các bệnh về máu huyết và tai mắt. Những người mệnh hỏa và mệnh kim khi gặp sao này cũng nguy hiểm hơn. Đàn ông khi gặp sao này chiếu mệnh mà người vợ có thai thì trong năm đó sẽ được hên may, làm ăn sẽ được phát đạt. Bên cạnh đó thì khi người vợ sinh sản cũng sẽ được bình an. Hóa giải, dâng sao giải hạn hàng tháng vào lúc 21 giờ đến 23 giờ ngày 8 âm lịch, lập bàn thờ để dâng sao giải hạn. Vì đây là thời điểm sao La Hầu đăng viên chiếu sáng nhất, hãy lập bàn thờ đúng quay về hướng Bắc với 9 ngọn nến xếp theo hình bên dưới, bài vị màu vàng có ghi dòng chữ Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân, cùng với các lễ vật cần thiết như trầu cau, đinh tiền vàng, hương hoa, nước để chuẩn bị cho lễ cúng. Hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế, vì sao La Hầu là sao xấu nên áp dụng nguyên tắc sao xấu thuộc ngũ hành nào tiết giảm đi.
Do đó, đối với sao La Hầu, cần phải dùng thủy tiết để hóa giải. Đó chính là đeo những đồ trang sức đá quý màu đen như đá núi lửa, thạch anh đen, thạch anh tóc đen, nhằm tiêu trừ vận hạn xấu, không may mắn xảy ra cho gia chủ khi bị sao La Hầu chiếu mạng. Gia chủ Ất Mùi sinh năm 1955, nữ mạng, năm nay gặp hạn địa võng. Nhắc đến hạn địa võng, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau: địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già. Có nghĩa là người nào gặp phải hạn này sẽ gặp nhiều nỗi buồn trong cuộc sống, gặp nhiều rắc rối thị phi, dù làm đúng hay sai vẫn bị người khác hiểu nhầm, muôn đời mang tiếng xấu. Điều này khiến tâm trạng người gặp nạn trở nên đau buồn, phiền lòng. Khi gặp hạn này thì các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu nhầm trong gia đình, lời qua tiếng lại khiến không khí luôn căng thẳng và mệt mỏi. Không nên quá tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ mặt ở hay ngủ nhờ. Chẳng may tai bay vạ gió, hao tiền tốn của, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát về tài sản. Hóa giải, để giảm bớt ảnh hưởng của hạn địa võng, gia chủ chú ý không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối. Không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm, nhẹ thì hoảng sợ, tiền của mất mát khi gặp kẻ xấu, nặng thì tai nạn đe dọa đến tính mạng, cái chết. Sau đó, gia chủ không nên cho người lạ mặt vay mượn tiền hoặc ngủ nhiều qua đêm, chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham, đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Quan trọng hơn, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Luận tử vi Ất Mùi sinh năm 1955, nữ mạng, theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, gia đạo vui xuân, gia chủ trong tháng 1 đón nhiều tin vui liên quan tới tình cảm gia đình. Tháng 2, sức khỏe của gia chủ trong tháng 2 không tốt, chủ yếu bệnh về răng, ra ngoài dễ bị đau ốm, bệnh tật. Tháng 3, mọi việc của gia chủ trong tháng này đều thuận lợi, dù hung cũng hóa thành cát, nhiều phúc tổ tiên. Tháng 4, đây là tháng gia chủ đón hỷ tín trong gia đạo, bên cạnh đó cũng là tháng tài lộc, tiền bạc dồi dào. Tháng 5, tình cảm của thành viên trong gia đạo gia chủ cần chú ý, có thể có chuyện buồn đưa tới. Tháng 6, khi di chuyển ra ngoài trong tháng, người tuổi này chú ý đi lại, xe cộ hết sức cẩn thận, hạn chế tai nạn. Tháng 7, sức khỏe của gia chủ trong tháng 7 kém, có thể bị bệnh tật hoặc ốm đau lâu ngày và khó khỏi. Tháng 8, tháng này con cái của gia chủ đón nhiều điều may mắn trong công việc làm ăn, tuy nhiên cần chú ý cẩn thận lời ăn tiếng nói. Tháng 9, ra ngoài gia chủ cần chú ý tai nạn bất ngờ. Tháng 10, sức khỏe trong tháng 10 của gia chủ không được tốt, bên cạnh đó gia đạo có thể có chuyện buồn đưa tới. Tháng 11, công việc con cái trong tháng này có gặp nhiều khó khăn, khó đạt được những điều như ý. Tháng 12, gia chủ trong tháng cuối năm chú ý có thể mất mát về tiền mặt, của cải hoặc ra đi ngoài chú ý cửa quan. Tổng kết tử vi tuổi Ất Mùi sinh năm 1955, nữ mạng, trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, theo tử vi năm Quý Mão 2023, người tuổi Ất Mùi nữ mạng không gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc sống, mọi phương diện đều khá bình ổn, bạn nên tiếp tục duy trì lối sống hàng ngày, tránh nóng nảy hoặc tự ái để mình vướng vào chuyện thị phi, mâu thuẫn trong nhà hoặc với hàng xóm láng giềng. Khi gặp phải khúc mắc, bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của con cháu, của những người trẻ tuổi trong nhà nhiều hơn để có thể tìm ra hướng đi mới phù hợp cho mình. Có chuyện gì bạn chớ nên giấu trong lòng khiến tinh thần căng thẳng. Về tài chính, đa số bản mệnh có đồng tiền dư giả, người nào vẫn còn tham gia làm ăn, kinh doanh có thể nhận được lãi lời từ các khoản đầu tư trước đó. Ngoài ra, bạn cũng vẫn có thể sống thoải mái dựa vào đồng tiền lương, tiền tiết kiệm từ thời còn trẻ. Tuy nhiên, bạn không nên cả tin, nghe theo lời rủ rê, dụ dỗ của kẻ xấu khiến đồng tiền không cánh mà bay. Trong việc vay mượn cũng cần phải thận trọng, chỉ cho những người mình thật sự hiểu rõ vay, có giấy tờ đầy đủ, nếu không sẽ mất cả tiền và cả các mối quan hệ. Về sức khỏe, người tuổi Ất Mùi trong năm Quý Mão 2023 về sức khỏe không được tốt, nhất là về vấn đề liên quan tới sức khỏe. Cần chú ý các bệnh liên quan tới đầu óc như nhức đầu, mất ngủ, các bệnh liên quan tới hệ thần kinh. Đặc biệt với những nữ gia chủ tuổi Ất Mùi cần chú ý các bệnh nội tiết, đặc biệt là bệnh thận. Ngoài việc đi khám tổng thể thì các gia chủ cần chú ý đến sinh hoạt hàng ngày. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm cũng sẽ cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Về tình cảm gia đạo,
Bước sang năm Quý Mão 2023, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho Ất Mùi. Những người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bạn có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc bạn đã sống với nhau trọn đời, vì vậy bạn biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc bao dung cho nhau. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Ất Mùi sinh năm 1955 nữ mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Ất Mùi trong năm 2023 Quý Mão. Chắc hẳn quý vị cũng đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai rồi đúng không nào? Thông qua chương trình này, chúng tôi luôn mong muốn quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ vào cuộc sống hàng ngày để thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt lên. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.